sắp luôn rồi, nói nhà đâu đó. À, địa chỉ đâu làm ở bến xe bắc à? Tụi mày ngon, tụi mày tới đây, tới đứng trước mặt tao, nói một câu thôi. Thứ lộn. Ở đây. Yên bình không, yên bình thì không, yên bình thì không, không, không. Không chịu. Không chịu, má chịu. Đám phun đồ ở trên Đắk Lắk đó. Mẹ, mẹ muốn làm ăn, làm muốn ăn, ăn muốn đi chơi thoải mái. Ấy là gai. Ra chưa? Hello. Xin chào cả nhà của anh Cần. Mới ra tới Nha Trang. Mới gì đặt phòng xong là anh Tàng tập chạy tới rồi. Ok, cặp bye fan. Chào mọi người nha. Hồi nãy với Cà Ná thì cũng quay phim lại một chút. Bãi biển Cà Ná đẹp lắm nhưng mà tắm không được. Tại vì đá quá. Với lại mà không có thời gian. Chủ yếu đi Nha Trang mà. Cho nên ra Nha Trang. Nếu mà lúc đi tắm á, làm như sao tắm á, là họ nó chở xuống cái góc cái chỗ gần hoàn trọng á, là chỗ đó tắm rất cạn. Và đông vui lắm. Dưới đó đông lắm. Và chỗ đó cạn nó không có đá. Còn chỗ này nha, là anh xuống là nhiều khi anh bước xuống là cái con hàu nó vô trong nó cái cắt chân. Nó cắt chân. Ừ. Nó vô cái bờ xi măng á. Thấy người ta thiên hạ đang bò cua bắt ốc gì dữ quá. Dưới đó đầy luôn mà, coi như dân bây giờ chờ bây giờ ra đứng đông đầy rẫy đó. Ở dưới bãi biển vậy đông lắm rồi. Chỗ từ nó mà nói từ đây nè, từ đây mà xuống dưới chỗ trung tâm thành phố là bây giờ cỡ nửa tiếng nữa là coi như dài đặc. Hello, chào lại mọi người nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở Nha Trang. Nha Trang bữa nay rất là đẹp, trời rất là đẹp, nắng chói chang. Ở dưới bãi biển rất là đông người. Anh Cầm đi từ trong đó ra đây, anh Cầm thấy gì nữa? Nói gì nữa, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Cái gì đâu mà. Mình với lại Tập đang ngồi một quán cà phê cũng rất là tình tứ, thấy không? Ở đây là cái đường gì? Đường Phạm Ngọc Thạch. À, ở khu phố này là khu Phạm Ngọc Thạch. Cái building khu phố này, khu phố phía bờ biển Phạm Văn Đồng. Đâu có rành đâu. Đồng Đế. Ở đây toàn bộ chung quanh đây là cao ốc quá trời quá đất luôn. Đây nè, đây trên này. Đây này, tôi cho tụi nó coi. Trên này đâu 2 tỷ mấy căn đó. 2 tỷ mấy căn cũng rẻ mày ơi. Đó, trên cao á, trên cao á. 2 tỷ mấy căn đó. Ở đây cho mọi người coi ở cái thành phố này rất là đẹp. Thấy chưa? Hả? Quá trời luôn, thấy chưa? Con dư từng không biết. Hả? Ồ, mẹ cái này cũng khoảng 60-70 tầng. Cái này đây là con 2 tỷ mấy 3 tỷ. Hai tỷ mấy 3 tỷ thì cũng ok. Đây là quán cà phê tình chưa? Rất là tình. Tập thì quen biết mình rất là lâu đi không gian mạng thì quán cà phê tình không tình rất là tình ha. Có rất là dễ thương, quán cà phê rất là dễ thương. Nha Trang xuống kiệt ơi, Nha Trang, phố Phạm Ngọc Thạch, Nha Trang, đang ngồi ở phố Phạm Ngọc Thạch, Nha Trang. Đường đó là đường Phạm Ngọc Thạch, đó là đường, anh nói đường thôi. Đường Phạm, Phạm Ngọc Thạch. Nhưng mà khu ngoài này là khu Đồng Đế, khu của... Đồng Đế, trường Hạ Sĩ Quan của cũ của lính Việt Nam Hòa cũ ngày xưa, tức là trường Sĩ Quan Đồng Đế. Bây giờ đâu còn ở đâu, giờ bây nhà lầu không à. Bây giờ gọi là trường sĩ quan thông tin của... Của bộ. Mới xuống xe là Tập chạy ra liền. Ở đây là thành phố biển là đây, nó, Tập là thổ địa ở đây rồi, còn gì nữa. Em là thổ địa mà.
thổ địa. Rồi, bây giờ anh nói ở chỗ nào em biết không, khách giá khách sạn chỗ này chỗ nào em biết. Thế à? Ok vậy thôi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngoan sau về hướng về làm què luôn. Chỗ nào ơi giời. Thế tối gì rồi, tối em đi rảnh được. Thì đúng rồi. Em ngồi em nói chuyện với anh chút thôi. Rồi ok, thì tối thì tối thì pháo anh tắm rửa rồi anh thích gì tắm biển thì chạy xuống bảo mấy ông ấy chạy xuống dưới góc chỗ Hoàng Trọng á, chỗ Hoàng Trọng á. Rồi, chỗ rồi, rồi. Cái đường chỗ mà đông 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 mà có mấy cái công viên đang để cho người ta tập thể dục á. Rồi đó, ok. Rồi, nó thoải mái hơn. Chỗ này thì cái bờ nó... Ông ngoài, ở ngoài bên biển nó có bán bia không? Hả? Ở ngoài bia không có. Nó đâu cho bán đâu. Ồ. Ngoài nó đâu cho bán. Nhưng mà sạn sát bờ biển thì nó tất nhiên ở trong nó có quán mà. Ờ ok. Sạn sát mấy cái quán mà bãi biển sạch dọc bờ biển đầy. Rồi. Nhưng mà tốt nhất là đừng đi xuống ăn bên phía đó. Nếu mà anh muốn ăn hải sản á là phải chạy trên góc bên này. Góc bên này là vô nó ấy hơn, còn dưới này nó bắt mắt lắm. Phía này nó không biết cũng lớn nữa vô đó. Em mới tưởng đâu là anh với anh gì? Anh bà Phượng anh gì? Phượng hả? À, Phượng anh đi mà chưa, anh Phượng chưa ra được là bởi vì anh Phượng đi Đà Nẵng. Đi với gia đình ra Đà Nẵng, Đà Nẵng trước. Đi Đà Nẵng rồi xong vô rồi hai đứa tao với ổng xé lẻ đi hai thằng già thôi. Có thể đón xe đò đi không có đi xe nhà nữa. Đi xe nhà thì bận bịu quá mà thấy đông được. Mười mấy mạng. Đúng rồi. Còn ba đi ba chiếc rồi mà, đi ba chiếc rồi. Khổ lắm. Thôi tại vì mình không có tự do được, thành ra mình phải đi riêng. Đi ra đây là có đồng bọn rồi đi rồi chỗ này ta làm tí ta ngồi tí nó vui hơn. Ừ. Thì nó có fan ta nó mới vui được chứ. Chích vô đây nè, cho người ta thấy mặt. Có fan nó mới vui được chứ, rồi. Có fan làm sao vui đúng không? Xin giới thiệu mọi người nãy giờ biết chưa, đây là Nguyễn Văn Tạp. Thổ địa Nha Trang, dân cư ở đây. Gần tới tao mới gọi mày, 5 phút là sao tới gần tới tao gọi mày cái nói kìa, tôi có mặt rồi mà tưởng sao nó đứng trước khách sạn nó chờ luôn rồi quá ghê thiệt. Đã nói là thổ địa rồi mà lại không có mặt. Cà phê đây ngon quá ha. Ngon rồi, lại nó đậm á. Tao uống cà phê này không gái cũng càng ngon chừng nào tao phải càng chạy chừng đó. Tại sao uống nhiều quá nó ép tim. Thế là tối nay mình có mặt tại Nha Trang Vivu rồi, có thể là review bãi biển buổi chiều. Trời, nghe nói buổi biểu buổi chiều tà hoàng hôn á đẹp lắm, nghe nói vậy chứ ta cũng ráng ta làm sáng mai buổi chiều đợt đông. Đợt đợt đợt. Cái đường này làm thế sao ngày xưa là cái đường này đâu có đâu, đường này đây nội đường dưới không có đâu, chỉ có mỗi đường vui cho bên kia thôi mà vô tới cái chỗ nhà thờ kia thôi. À. Rồi để cái đường này á, là hồi đó chưa có đâu, cái đường mà anh chạy đó đó là chạy dọc cái bờ biển đó là tới cái đầu cầu Trần Phú á, là chưa có từ bên đầu và cầu bên kia qua cầu bên này. Ừ. Hai cái bờ đường bên bờ kè là không có đâu, là hồi đó là chưa có đâu anh có biết không, nó chỉ có một khúc từ bên đầu cầu bên kia là đổ về bên kia thôi đó, còn bên này là chưa có đường bờ biển đâu. Còn nếu mà khu vực đó là phải đi đường trong, đây chỗ mà đang làm cầu á, là bây giờ đi vô đây, đi ra đây là có mỗi cái đường nhựa là ra tới ngay chỗ cái góc cái này là biết có cái đường nhựa thôi. Chứ còn ngoài ra là đường đất hết, khu vực đây đường đất hết, không có một cái gì hết á. Đây là toàn bộ là khu gia binh của trường sĩ quan của thời Việt Nam Cộng Hòa, có trường sở thông tin á. Giờ, bây giờ nó phát triển đẹp quá. À, nói chung thì mình đi suốt cái chiều dài của đất nước ha. Ta đi tỉnh nào cũng đẹp. Tỉnh nào cũng kỳ rồi anh ra Huế đó, đẹp cực kỳ luôn. Anh đi lên ngay cái chỗ mấy cái chùa, mấy cái tiền viện Trúc Lâm, rồi mà anh đi núi Bạch Mã, rồi anh đi chùa Linh Ứng, chỗ nào cũng được cực kỳ đẹp. Bây giờ anh đi ra đây rồi bắt đầu mấy xe chở đi lên nè, lên chùa Phật Trắng nè, lên nhà thờ đá nè. Ừ. Rồi lên Tháp Bà nè, đó ngày mai đi đó. Dạ, ngày mai đi ba cái đó. Còn đó. Không đó thì anh bây giờ anh mà ra mà nói em nói anh ngoài Vinpearl ngoài kia nó bị ác, ngoài anh đi anh nhìn cái cầu vòng ngoài kia đó. Ừ. Nhìn cái gớm chứ còn trong này tôi bây giờ ra hồi nãy à, hồi nãy lúc có chạy vô cái đường này đi dọc theo bãi biển, trời ơi quá trời là người.
quá trời là người. Quá trời gì anh có nghĩa là buổi chiều là người ta túa rồi biển người ta tắm, người ta quá trời là người. Anh chưa thấy cái bữa mà cái bữa festival đâu mà trời ơi, em nói anh, em thấy em chở em đi giao hàng cho người ta mà anh biết bao nhiêu không? Coi như là từ chỗ em đi xuống đó 10 cây số mà em đi 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà xe không đi được. Cái cầu đang kẹt xe, cái cầu làm á. Cái này mai mà làm xong cái cầu đó đi, kêu là tháng 7 này là mùng 2 tháng 9 này là phải xong cái cầu đó. Ừ. Đời sống người dân rất là sung túc, sạch sẽ, thành phố Nha Trang rất là đẹp. Nói vậy nói thẳng với anh, chứ bây giờ mẹ bây giờ người ta ăn, người ta lo, người ta đi chơi, chứ đâu phải lo bây giờ. Trời rõ ràng, đâu có còn đói nghèo đâu mà phải tào lao vậy. Mà bên kia nó cứ gào, nó khóc cho mình, thấy khóc, chán. Nó gào, nó khóc, nó thét. Nó làm chán. Đây là tao đi thực tế. Đó. Tao đi thực tế từ nơi, tao quay phim, tao live stream. Cái gì có anh tôi đưa cho mày coi luôn. Anh nếu anh ở đây xong rồi, nếu mà bạn anh đi mà anh được cho anh đi xuống ra đó là em sẽ đưa anh xuống ngay ra bờ biển, xong ngay lúc đó xong anh ở xong đó là anh uống vừa. Rồi xong đó anh đi review có cái con mà nó chống phá về đất nước á, nó bỏ nước ra đi á đó, nó mới hay. Cái còn được rồi cái view của anh đó, đó. Nó chữ tao là tên, nó chữ tao hơi bị nhiều để chữ nữa cũng không sao. Nghĩa gì ấy, bà anh đã có chấp với mấy cái thằng, ba cái thằng mẹ cò ke, ba đứa nít răng. Đẹp bình thường đó mà, Nha Trang có gì đâu đó. Bên kia ngồi nó chữ Nha Trang đâu có đổi mới gì đâu. Đâu, mẹ. Nhưng mà ra ai ngờ nó ngợp luôn. Ra đây thấy ngợp chứ, để ý lại ở đây ta không thấy có khách du lịch Trung Quốc, chắc chắn là có rồi. Du lịch thì nó mới mở cửa ra thì anh đâu, khách du lịch nhiều lắm, khách Tây nhiều lắm. Tây, Trung Quốc nhiều lắm. Trời ơi, Trung Quốc, Tây rồi bây giờ nó chẳng qua là bây giờ là khu đây là, em nói anh là khu mới. Thứ nhất, thứ hai là bây giờ dịch nó vậy. Chứ bây giờ, hiện tại bây giờ mà anh đi sang cái khu phố Tây, khu bên kia cả. Bây giờ sang Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Thịnh Thuật với ấy nó bị đông. Nè, Tây đi lên gánh cùng lương kìa. Đi đây anh thuê đâu được mấy thằng, bên kia nó bị đông. Như nào là Hàn Quốc, nào là Trung nói chung Quốc, là mình cần đủ thứ thành phần. Mình làm nghề du lịch thì mình cần mấy người đó thôi. Sao? Đơn giản, thế nó vô càng đông thì mình càng có tiền thôi. Đơn giản thôi. Cái hồi đó mà nếu bây giờ cái khu đây á, nếu em nói anh, nếu mà lúc mà chưa bây giờ chờ, em nói anh đây bên này nó kín luôn. Em nói anh, nó khu phố đây là kín luôn, đi là coi như lệnh mệnh Trung Quốc đi rồi ấy đi, nhưng mà người ta đi săn, người ta đi du lịch. Đúng rồi. Có gì đâu. Toàn là tàu lao, nó cứ nói rồi. Đế không à. Nó nói rồi, mẹ nào là tàu cộng chiếm đất thì tụi lên tiếng cái mã cha đó. Nó sang đây cái đó là tàu lao chiếm đất nào, ai cho ai cho đứng tên mình chiếm đất. Bây giờ thậm chí bây giờ Việt Kiều về đi mua thậm chí chưa chắc đã được cho anh, chứ anh chẳng qua anh phải có 2 quốc tịch chứ cho mua, chứ mẹ anh không có 2 quốc tịch làm gì anh cho mà nói cho mua đâu mà đứng tên đâu mà cứ mà sạc mà lát. Ôi mấy thằng đó có nói là nói bà xà mà lát nhiều lắm, em thấy em gai nhìn nhà em á là ở cái góc với cái đường thanh cái kia là ok rồi, có gì đi ngày nay cũng mệt rồi nhưng mà có điều là anh cứ chiều rồi cứ đi với mấy người đi rồi lúc nào anh ở đây tới 3 ngày 2 đêm được mà 3 ngày 2 đêm mà lo gì 3 ngày đêm thoải mái. Mà rồi anh Phi Tư Phượng là bữa nào vào? Phi Tư Phượng đi Đà Nẵng, đi gia đình thì chưa biết ngày vào, chắc đi cả tuần à. Tao nghĩ là vậy. Rồi đi, ổng đi family cũng cả chục mạng mà. Nào đứa thứ này, đi về. Về xong thành phố Hồ Chí Minh rồi, hai đứa gặp nhau mới bàn. Rồi xách ba lô đi. Kỳ này đi xe lửa. Ổng bàn nó đi xe lửa đi. Đi xe lửa vui hơn với lại ngắm cảnh đồ có lý. Mấy ông già. Đi xe lửa thì ngắm đa số ngắm đường trong rừng chứ ngắm cái gì đâu. À, chỉ có đi xe đò mới ngắm được đường thôi chứ còn đi xe lửa làm gì. Đi xe lửa là đa số này đi vô trong rừng không mà. Rễ bàn lại giống thôn không mà. Nhà nông thôn không mà. Anh biết xong cái đường mà đường anh vừa chạy lên đây rồi anh quạt qua đây rồi anh quạt cái này bây giờ anh quạt xuống đây đi vô đây đúng không? Là chỗ ngay góc đó là cái nhà thờ, ngay đó là cái nhà thờ đó là gọi nhà thờ Ba Làng á. Ba Làng. Nhà thờ Ba Làng á, mà nhà thờ Ba Làng đó là anh biết đâu? Là nhà thờ Ba Làng đó là ở ngoài nhà em,
ngoài quê em là gốc năm tư đi vô đây chuyển vô đây là thành lập cái nhà thờ ba làng đó. Ai đụng vô là làng á. là vô trong này ở rồi bây giờ đó mới xây mới khánh thành xong cái nhà thờ đẹp tuyệt vời kìa. Cái gì đâu trong nước cái gì đâu rồi nhà nước xây đường ra đó rồi bây giờ chọc đường đó làm nhà lên thôi. Nhiều người ở đây còn về là bán đất đi rồi đi sang Mỹ mà. Ok, tạm dừng cái like đi ha. Có về nhà dơ trong phòng tắm rửa cái xong buổi chiều tắt nắng xong cái mình ra bãi biển mình review cho mọi người coi ha. Ha, tập về tắm rửa sạch sẽ đi hồi nữa like. Làm xong rồi mày hú tao, tao hú mày. Chạy tới rồi tao với mày xuống biển. 6 giờ 6 rưỡi gì đó. Rồi ok, bye mọi người ha. Bye bye mọi người.